Rồi, xin chào tất cả mọi người đã đến với lại cái kênh YouTube của mình nhé. Đó. Thì đây. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video chia sẻ cho tất cả mọi người về cái cách xử lý một cái cây lục vừng là bị chết thân hay là bị thối thân nha mọi người. Đó. Thì đây. Đây là mình có một cái cây lục vừng nha mọi người. Đó. Thì nó đang bị chết một nửa thân này, đây bên này. Đó. Thì ngày trước là mình có trồng nha mọi người. Thì mình có trồng nhưng mà nó bị nắng mình không che nha, nên nó bị chết mất một nửa thân bên này, bên buổi chiều á. Còn bên này thì nó vẫn khô, vẫn sống nha mọi người. Đó. Giờ thì mình sẽ quay cái cam lại rồi cho mọi người xem chi tiết cái cây lục vừng của mình nhá. Đó. Đây. Đây là cái gốc cây lục vừng này mọi người. Đó. Trước là mình trồng này, mình cũng quây nha mọi người. Đây này, quây cái bầu rồi trồng cát với đất trồng lẫn với nhau nha mọi người. Đây này. Đây này. Cái này là cát với đất này. 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 Đó, tỷ lệ cát với đất 50 50 nha. Mình trồng mà cái thời điểm đấy đấy là nó cũng vào mùa khô nha, rất là nắng. Thì do là mình không che nha mọi người. Đấy, nó bị chết mất một nửa cây này. Rất là tiếc nha. Đây này, quay cho mọi người xem. Vừa rồi thì mình cũng đã lấy cái cưa mình vạc bớt đi nha, vạc cái một nửa chết đi nha. Đó, đây này. Đó. Chết rất là phí nha mọi người. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video chia sẻ cho tất cả mọi người về cái cách để mình bỏ cái phần phần thân chết này nha. Rồi mình gắn keo rồi mình xử lý như thế nào cho mọi người xem cho vui nha. Mọi người thấy video hay thì cho mình xin một đăng ký nha, một like, một chia sẻ ủng hộ kênh cho mình nha mọi người. Đó, giờ thì mình sẽ quay cái cây lục vừng cho mọi người xem nha. Đây nha, cây lục vừng rất là đẹp nha mọi người. Đây này. Đó, bên trên này cái tán nó rất là nhiều. Vừa rồi là hoa nó rất là nhiều nha mọi người. Cây nó rất là sum suê, lá rất là tốt, xanh nha. Đó. Rất là đẹp. Đây này. Đó, tán này. Đó. Vừa rồi là mình cũng đang ghép lan vào nha mọi người. Đây là cái thân nó chết rất là phí nha. Giờ thì mình sẽ xử lý cái thân chết đi nha mọi người. Mình sẽ lấy cái đục nha, đục hết đi. Rồi mình sẽ gắn keo vào cho nó khỏi bị chết nha. Cho nó nhanh kéo ra, kéo sẹo nha mọi người. Đây, bây giờ rồi mình cũng gắn được một ít lan này này. Nó cũng đang bám rễ nha. Đây này. Phát triển rất là ok nha mọi người. Đó, đây nè. Trên đây nha. Đây này, cột vào được một ít lan này. Rất là đẹp. Đây nha. Đó. Rồi một ít giả hạt nha mọi người. Đây này. Lan giả hạt này. Mình đang ghép vào các cái tay của nó này. Đây nữa này. Đó. Nó lên này, đang lên này nhá. Đó, đây. Bên đây nữa nhá. Đây này, tay này. Đó, đây này, đang lên này. Rồi bên trên này. Đây. Mình bắc thang mình ghép lên, lấy dây cột lên nha mọi người. Rất là ok nhá. Đó. Đó, đây nha mọi người. Lan này. Ghép vào rất là ok. Nó đang sống rất là khỏe mạnh nhá. Đó. Đó, đây nha mọi người. Lan mình ghép vào cái cây lục vừng này nó rất là ưa nha mọi người. Đó. Đây là nó phát triển cũng rất là nhanh. Cái này mình ghép mới được có chục ngày thôi nha mọi người. Đó, đây này. Lên rất là ok. Đó. Rồi, thì nhà các bạn cũng như tất cả nhà mọi người nhá. Nếu mà có cái cây lục vừng mà nó bị chết thân nha, bị chết thân hay là bị khô thân hay là bị cái vấn đề gì đó sâu hay cái gì thì chết thân thì mình xử lý một cách đơn giản thôi nha mọi người. Đó. Thì đầu tiên là mình sẽ lấy cái đục này. Đây nha. Cái đục của mình nha. Cái đục với lại cái dừa đục. Mình sẽ đục hết những cái phần chết này đi nha. Đó, đục hết đi. Xong bắt đầu mình sẽ gắn cái keo mỹ tiến này vào nha mọi người. Để cho nó không bị khô thân nha. Với lại các cái da, các cái sẹo này nó sẽ kéo nhanh nha mọi người. Đó, giờ thì để mình làm nha mọi người. Đây này. Đó, mình đục hết đi thôi nha mọi người. Đục hết cái phần khô này đi. Cái phần gỗ nó bị khô nha mọi người. Đây này. Đó. Rất là khô rồi. Mình sẽ đục đến cái phần nó còn tươi nhé.
Vâng, bà chơi bà. Đây nha mọi người, như là cái cây này nha, như là cái cành này này, trước là mình cũng cắt đi mình gắn keo nha mọi người. Đây này, như cái vết sẹo này này, trước là cái vết sẹo nó rất là to nha mọi người. Đây này, nhưng mà qua tầm hơn một năm nha, mình cắt đi mình gắn keo là các cái da đây này, đó, các cái da nó phủ hết ra đây này nha. Đây này, các cái da cái sẹo nó dày nó kéo qua đây này, rất ok nhá. Đây cũng vậy này, đây này, cái mép da nó đang kéo này, đang kéo da nó phủ lên, nhìn rất là đẹp nha, sau này thành cái sẹo rất là đẹp. Đây nữa này, đây này mọi người, đây nó đang kéo ra này, đó. Rồi cái bên đây, cái bên đây cái sẹo to này mọi người, nó bên đây trước là cái thân nó rất là to nha mọi người. Đây là nó kéo đây là được 3 phân 4 phân này, này cái mép da này, đó là do mình cắt nó phẳng nó không bị dập nha, xong mình gọt hết các cái mép da đi, đó này nó được như thế này nha, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đó rồi để mình làm tiếp nha mọi người. Đây nha mọi người, mình đã đục sát tới cái chỗ phần tươi rồi này. Đây này, như cái chỗ này nó tươi này, đó cái cây này của mình thì nó khô mất một nửa từ trên đến dưới nha, từ gốc đến trên nha. Đó đây là mình sẽ phải làm chắc cũng phải mất mấy buổi nha mọi người, mấy buổi khi nào mình rảnh là mình làm thôi nha, khi nào mình thì mình làm nghề buôn bán nha mọi người. Đây nha mọi người, từ nãy bây giờ thì cũng khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng rồi nha, mình đã đục này. Đây này, đục nó lộ hết các cái mép da này ra này, đó đây này, đó đục đến phần cái phần sống rồi nha, phần phần da còn tươi nha, đó đây này. Thì ở chỗ mình ngay vẹt đường to nên mọi người, nên là xe cộ đi lại rất là đông, nên là rất là ồn, nên là có gì nó video cái chất lượng nó hơi ồn thì mong mọi người thông cảm nha. Đây này, như cái này này, đây là mình đục nó lộ hết ra nha, sâu này. Đó. Đây là cái mép da còn tươi của nó này, đây cái thịt nó vẫn còn tươi nha mọi người. Đó đây này, đó mình đục sát xuống dưới này nha. Đó thì do cái cây này của mình nó cũng khá là dài nha mọi người, khá là cao nha, với lại mình chắc làm cũng phải mất vài buổi đó, khi nào rảnh là mình làm đấy nhá. Giờ thì mình tạm thời mình sẽ xử lý một cái khúc như thế này nhá, khúc như thế này, đó đây này cái khoang chỗ này nhá, đó rồi quay video chia sẻ cho mọi người xem cho vui nhá. Đó thì còn những khúc kia thì mình sẽ xử lý sau. Đó đây này, cái này là nó lộ cái chỗ còn tươi ra rồi nha mọi người. Đây này, đó. Giờ thì mình sẽ lạo sơ lại một lượt nữa nhá. Mình lấy cái đục này, lạo hết các cái còn sót lại nha. Đó. Cạo sạch cái đi. Các bạn mà có cái cây là nó bị khô như thế này nhá, khô cành hay khô gì thì mình cắt mình xử lý như này là rất là ok nha mọi người. Đó. Xong là mình gắn keo nha. Đó. Đây nha mọi người, giờ thì mình sẽ lấy cái keo Mỹ Tiến này mình sẽ bôi vào cái mình mới đục ra nha mọi người. Đây này, đó. Thì đây là một cái hộp mới này, đây là hộp cũ nha. Đó. Đó. Đây nha, này. Đó. Đó. Mình cứ bôi một lớp mỏng như này được nha mọi người. Đây này. Với tay mình chát một lớp mỏng như này được. Tầm tiếng rưỡi đến 2 tiếng là cái keo này nó khô nên là rất là ok nha mọi người. Thì đây thì cũng chỉ là cái cách của riêng mình thôi nhá. Thì mình cũng quay video chia sẻ cho tất cả mọi người tham khảo thêm nhá. Đó. Còn tất cả các bạn mà có những cái video nào hay hơn, có những cái cách nào chia sẻ hay hơn thì hãy chia sẻ cho mình cũng như tất cả các bạn trên toàn thế giới cũng như nước cũng như mình được tham khảo thêm nhá. Cũng như các bạn có những cái ý kiến nào đóng góp thì hãy comment ở phía dưới nhá. Mình sẽ đọc rồi sẽ tìm hiểu thêm, cũng như có cái nào mà các bạn không hiểu thì các bạn cứ
comment ở phía dưới, rồi mình sẽ đọc, rồi sẽ tìm hiểu, rồi sẽ chia sẻ lại cho tất cả các bạn xem ở những cái video sau nha. Đó, đây này, rất là ok nha các bạn. Đó. Đó. Mình chít đi chít lại cho nó khít vào các cái mép da này nha, các cái chỗ mình mới đục mới đẽo ra nha, nó sẽ không bị khô nha, không bị chết cây nữa nha mọi người, cũng như là sau này thì các cái mép da đây này, nó sẽ kéo ra rất là nhanh nha. Thì sau khi mình đã chát hết keo nha mọi người, nó chát hết keo như này thì tí nữa thì mình sẽ bày cho mọi người một cái cách kích thích để cho các cái mép da này nó ra cho nó nhanh nha, cho nó đùn ra cho nó nhanh nha mọi người. Đó, rất là ok nha. Đó. Rất là ok. Rất là đỉnh nha mọi người. Đó. Quá là ok nha. Đây nha mọi người, một lớp nha. Đó. Đây nha. Mình gắn một lớp keo mỹ tiến như này được nha mọi người. Đây nè. Đó. Đó, đây nè, một lớp mỏng như này được nha. Đó. Quá là ok nha. Đó. Đây nè. Đó. Rồi thì còn những cái mép cạnh của cái da này như này nha mọi người. Đây này, cái này cái da của nó này, nó bị lõm xuống đây này, thì tí mình sẽ bày cho mọi người một cái cách nha mọi người. Đó, đó thì cái cây mà nó bị khô thân rồi nó bị chết thân thì mình sử dụng mình xử lý như vậy là được nha, ok nha các bạn. Đó, đây này, đó. Xong cần thiết thì các cái chỗ khô này thì mình sẽ lấy cái vải hay cái bao gì mình che vào nhá. Dần dần nó sẽ hồi phục lại nha mọi người. Đó. Rồi thì mình cũng chia sẻ luôn cho mọi người nhé. Thì để mà cho các cái mép da này nó nhanh kéo da kéo sẹo nhanh lên nha mọi người, nhanh da nha mọi người. Đây này. Thì mình xin chia sẻ cho tất cả các bạn, đây là một cái loại kích thích dễ cũng như kích thích các cái mép da non nha, để cây phát triển mạnh hơn nha mọi người. Đây này, đó, đây nha, kích thích dễ cực mạnh nha, rồi các kích thích các cái mép da này nè. Thì chốc nữa thì mình sẽ hòa cái loại này nha mọi người. Đây này, loại kích thích này mình sẽ hòa rồi mình sẽ quét vào các cái mép da của cái thân này nha mọi người, để cho nó kích thích các cái da này nó mau kéo da kéo sẹo nha mọi người. Đó, đây này, đó, mình sẽ hòa với cái tỷ lệ đặc nha mọi người, mình quét nha. Đó, theo cái hướng dẫn ở trên đây nha mọi người. Đây là nó có quét rồi có phun có dâm đây nha mọi người, nhưng mà mình sẽ hòa đặc và mình sẽ quét cho nó nha. Rồi thì cái video của mình chia sẻ đến đây là hết nha. Mọi người hãy cho mình xin một đăng ký nha, một like, một chia sẻ ủng hộ kênh cho mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha.